Xin chào toàn thể các bác, trước mặt các bác đây là một chiếc code server code số code điện tử có model là PNN-4080 đến từ CF, và đây là một chiếc code số sử dụng là 4 in và 8 out. Đấy, 4 đường in và 8 đường out ra. Và cái đây là một cái dòng code server rất là quan trọng. Các bác làm live show sự kiện thì không thể thiếu được cái chiếc code server này. Ví dụ các bác mà làm live show sự kiện mà sử dụng những cấu hình hoa vô cùng đặc biệt 3-way hoặc 4-way thì chắc chắn là phải sử dụng đến chiếc code này để xử lý làm sao cho chất lượng âm thanh ra tốt nhất, hài hòa, và cắt pha, cắt code, cắt tần số giữa loa siêu trầm, trung trầm, từ loa trung trầm đến trung cao và trung cao đến siêu cao và tép. Thì đây là một cái sản phẩm rất là quan trọng để các bác làm live show sự kiện. Với những bác nào mà chưa biết đến code số là gì thì hôm nay em sẽ giới thiệu qua nhanh gọn nhẹ để các bác tham khảo. Thì trước mặt các bác đây là một chiếc code từ xe FPNN4080 đó, và 4 đường in là 4 đường input đây và 8 cửa output đây. Có giao diện kết nối máy tính. Hàng sản phẩm được nhập khẩu chính hãng tại công ty AV Việt Nam. Đây là trước mặt các bác, đây là các bác đang được xem mặt form của sản phẩm. Thì là lát nữa em sẽ quay cho các bác xem mặt sau. Đấy. Và thông tin chi tiết của sản phẩm này thì bây giờ em sẽ cho các bác xem. Đây là thông tin chi tiết của sản phẩm này. Lưu ý giá trên đây là giá tham khảo, còn các bác gọi đến số của em thì giá tốt hơn như nào đó. Đây nha các bác nha. Thông tin chi tiết đây. Đó. Cái này em sẽ cho các bác xem cụ thể. Và đây là cái giao diện kết nối của chiếc code này. Đó, thì bây giờ đang là cửa in đấy, bây giờ đang output 1, output 2 này, output 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó. Rất nhiều chế độ và rất nhiều những chức năng mà các bác. Nói chung là các bác nếu mà muốn sử dụng chiếc code này thì phải qua một khóa đào tạo cơ bản để có thể biết thêm về chiếc code này. Rất nhiều chế độ. Có thể là in 1 nó ra cửa, ví dụ in cửa A nhá, thì có thể là ra cửa 4 hoặc cửa 6 hoặc là cửa 1, cửa 3, tùy chọn này. Đấy. Ví dụ in đường C, in C, in D thì các bác có thể ra là 6. Đấy. Ra cửa 7 hoặc ra cửa 8 hoặc là ra cửa 3, cửa 2, tùy, rất nhiều chế độ. Đây là giao diện tổng quan này. Và đặc biệt chiếc code này thì là có luôn cả các cần chỉnh equalizer để các bác tùy chỉnh. Ví dụ các bác chưa quay, ví dụ các bác chưa quay thì có thể là cửa out 1 này, cửa out 1 này thì các bác là cho giới hạn tép là đến bao nhiêu đây. Đấy, ví dụ thế. Giới hạn là bao nhiêu, xong là cắt chia quay, ví dụ là cửa out 3 đi thì các bác có thể là giới hạn non pass và high pass tầm bao nhiêu đó. Cửa 5, cửa 6 cũng vậy. Đấy, cửa 7, cửa 8. Rất là đa năng, rất là chuyên nghiệp. Nếu như các bác nào mà chưa biết những sản phẩm này thì đây là cái đặc biệt là lần đầu tiên trên chương trình của em có giới thiệu. Đây là cắt tần số, góc cắt này, đó, delay này. Đấy, rất nhiều chức năng cho các bác tham khảo. Input này, đó, rất nhiều này. Noise này, ganter tức là nén này. Đấy, delay này, com này, limitation này. Đấy, limitation đây là giới hạn âm lượng đầu ra. Âm lượng đầu vào lớn đến mức nào thì âm lượng đầu ra các bác chỉ cần com ở đây, com lại thì nó ra nó sẽ được khống chế. Đấy, và ở đây là cửa output cuối cùng này, đó. Đấy, mà các bác cùng xem. Đấy, rất nhiều chức năng mà nhiều các bác là chưa biết đến dòng sản phẩm cao cấp này. Đấy, rất nhiều chức năng luôn cho các bác tham khảo. Các bác nào chưa biết thì đây là một cái hướng dẫn cơ bản để cho các bác biết thêm về cái sản phẩm. Đấy. Thì đây noise input này, rất nhiều chức năng. Đó. Đây. Các bác có thể nhìn thấy luôn trên đây là thông số đã được chỉnh qua cần chỉnh equalizer để các bác về kết nối vào những cấu hình tùy chỉnh của các bác. Đó. Thì lại nói thêm về loa. Ví dụ như cái dòng này ở đây mà đặc biệt như này. Em sẽ quay ví dụ cho các bác. Rất nặng đúng không ạ? Rất nặng. Thì đây là một dòng loa array vô cùng cao cấp mà ngày xưa em có giới thiệu với các bác ấy. Thì cái dòng loa này lại có một cái điểm đặc biệt, đó là loa bass lại đánh riêng, loa chung đánh riêng, loa tép đánh riêng, các bác thấy luôn.
thông số đó. Bass là tức là NF này, NF là từ 70Hz đến 460Hz. Min F là từ 200Hz đến 20kHz đấy, min HF đó. Thì các bác là sử dụng cái code server này để cắt tần số và chia ra loa. Những dòng này array cao cấp thì các bác sử dụng như này. Đấy, ví dụ như chiếc loa Neon Array model là AF210 này thì lại sử dụng tận 8 cửa vào, 8 cửa vào nên là phải sử dụng một cái loại jack cắm cùng đặc biệt để các bác có thể kết nối và sẽ sử dụng với những chiếc code số đấy, để các bác cho ra chất lượng âm thanh tốt nhất. Làm sao để cắt giữa siêu trầm và trung trầm, trung trầm, trung tép và siêu tép đấy, nó hài hòa với nhau, cho ra được chất lượng âm thanh trong sạch nhất, sắc nét nhất, chi tiết nhất mà không bị đuối pha đấy, không bị ngược pha nhau. Đấy là một cái điều quan trọng. Đấy, rồi thì giới thiệu thì là vậy, còn hướng dẫn thì chắc phải trong một vài video clip vô cùng đặc biệt lần sau thì em sẽ giới thiệu hơn với các bác được. Này, các bác xem này. Và đây là có hiển thị luôn cả pha này. Đấy, các bác nhìn thấy luôn cả dòng pha này. View này. Pipad này, reset này, copy paste này. Đấy. Rất nhiều chức năng, các bác có thể tùy chỉnh. Đây là có 1 2 3 4 5 6 7 7 cần. Tùy chỉnh trên từng cửa loa. Đấy. 7 cần nhá. Đấy. Rất là nhiều luôn. Đấy, những chiếc code này thì các bác về mà sử dụng live show sự kiện thì vô cùng chuyên nghiệp luôn. Đấy. Thì đây là demo giới thiệu của các bác như này thôi. Còn các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Đó. Rất nhiều chức năng mà nói chung là em ngồi 2 tiếng rồi mới lần sờ được có một chút chức năng thôi. Đấy. Nói chung là học, học nữa, học mãi, học không đến bao giờ mới hết được. Đấy. Thì mới hiểu rõ thêm về sản phẩm. Đó. Rất nhiều chức năng nha. Nén các tần số này, in ABCD này. Đấy. Mid này, matching này. Đấy. X over này. Đấy. Đấy. Các bác có thể là cửa in A, B thì có thể là ra A1, A2, A3, A4 tùy. Đấy. Xong là còn com này, limited này. Đấy. Factory RAM này. Đấy. Rất nhiều chức năng. Rồi nó còn chỉnh cả delay nữa này. Vì đây trên đây là 1 mini giây này, cái này là 5 mini giây đấy, ví dụ thế. Chỉnh rất nhiều chức năng mà nói chung là bây giờ em ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi em mới hiểu chút ít một cái chiếc code này thôi, mặc dù đầu óc rất là cơ khí. Nhìn phát hiểu ngay nhưng mà bây giờ mới hiểu chút ít thôi. Rồi. Thì các bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Ở đây là tổng quan chiếc code số từ CF. Đấy, một trong sản phẩm mà các bác làm live show sự kiện bắt buộc phải có. Đấy, thì bên em đang có cung cấp với mức giá khá là mềm so với giá niêm yết của hãng một chút xíu. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần mặt sau. Đây là cái phần mặt sau thì các bác có thể rất nhiều cửa vào. Đầu tiên là cổng nguồn này, công tắc nguồn là R232 này. Internet này các bác cắm với hộp mạng LAN này. Và đây là những cửa output này. Đó, 8 cửa output và 4 cửa input. Đấy, 4 cửa in thì là ABCD, 8 cửa out thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Thì hàng chính hãng nhập khẩu tại công ty AV Việt Nam nha các bác nhé. Đấy. Nhìn qua bên trong thì đúng là ma trận luôn. Đó. Rất chất lượng đó ạ. Ngoài ra các bác có thể chỉnh tay ở trên chiếc code này luôn, chứ không cần phải kết nối với máy tính. Nói chung là em chưa dám chỉnh tay. Nói chung chỉnh tay nó rất là lòng ngoặc. Phải đọc hướng dẫn sử dụng thì mới biết cách để sử dụng chiếc code này. Đấy. Các bác nào có quan tâm thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Giá bên em sẽ đỡ số hơn ở cái số các bác vừa xem đấy. Rồi, thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Và hẹn gặp các bác trong những video clip lần sau.